phần lớn đã chuyển lên cõi thế, họ đang chờ đợi em cứu tế. Đúng như lời đã thề xưa kia, em mau tìm đỗ họ khỏi mê. Đang trong cảnh thuyền bè gió tạc, họ chưa rõ thông đường giải thoát. Em mau tay dìu dắt họ đi, nếu chần chờ hút mất thời kỳ. Đâu thỏa chí từ bi ôm ấp, đạo sĩ đem chuyện xưa kết lập, khiến cho ta bỗng trực nhớ ra. Lần đầu tiên được gặp cụ già, cụ lấy bảo là nhà thắng kỳ. Cụ liền cất lên ngâm bài ly, giống nằm tận dưới đất sâu. Mưa sôi nắng đục nay đầu trồi lên, một lời xưa đã nguyện nên nay nhiều kẻ đứng đợi trên trần đời. Mang đời sắp hạ chiều mới, há không lo gọi những người còn mê. Cụ chỉ nói sơ qua như thế, rồi biến đi không kể chi thêm. Nay bất ngờ trong khoảng thâu đêm, được đạo sĩ căn duyên kể nốt. Tự thấy lòng ta như châm đốt, bắt lo âu hơn phút vừa qua. Đang lo âu gấp bội nữa là gánh nặng gặp đường xa thân yêu. Biết sao mọi người thông đạo diệu, sớm giúp ta kết liễu lời nguyện. Khi lòng người còn lâm đạo điên, ta vẫn thấy không yên trong trí. Như đã hiểu rõ điều ta nghĩ, đạo sĩ đưa tay chỉ thẳng xa. Rồi tự nhiên ở trước mặt ta, vách phòng bỗng nhiên đà tan mất. Hiện ra một con sông trong vắt, ngài chỉ vào dòng nước bảo rằng: dòng nước này có phải yên chăng? Thuyền nắng mấy vẫn hằng chở nổi, đường xa mấy vẫn là chạy tới. Ngày như đêm cứ nổi chạy luôn, dù có nhiều vật cản ngăn luồn, vẫn chịu để mà tuôn không nghỉ. Đạo sĩ ngắm dòng sông chăm chỉ, rồi tự nhiên trong ý ứng thinh. Từ xưa lâu trước đến lâu sau, tánh yếu mềm hơn các thứ nào. Xa mây vẫn đi, đi tốt chỗ nặng bao cứ chở, chở không nao. Giúp cho nhân vật khi khao khát nhuần thấm cỏ cây, lúc héo xào tùy ý muôn loài, cần cứ lấy ít nhiều chẳng tiếc với ai đâu. Em nghe chăng những câu thơ ấy,
há lại không nhận lấy làm gương, giúp muôn loài khắp chúng cùng phương. Nặng chẳng mỏi xa đường không chán, hình tròn méo dài vuông bất hàng. Vẫn uống chiều theo đặng như thường, người hung sùng hoặc kẻ hiền lương. Vẫn giúp khỏi những cơn khao khát, từ xưa mát đến nay vẫn mát, mặc dù ai cãi bác thế nào. Từ nguồn sâu chảy đến lũng bào, làm tươi cả cành lao cổng cò. Trên đường đi giúp cho muôn họ, bị cản ngăn thường có biết bao. Thông đi nhanh bích thấm lần vào, làm theo ý chỗ nào không ngại. Vẫn đi tận vào trong các loài, mời đến liền không chối từ ai. Ai muốn xài thì cứ lấy xài, chẳng hề tiếc với ai một nhỏ. Nổi sóng lên vì là Phật do, tánh vẫn bình nào có giận ai. Trái lại thường ngăn chặn hòa tay, và làm mát những ai nóng nực. Xưa nay tánh dung hòa một mực, thời đại nào nhân vật cũng cần. Sớm gần dân, chiều vẫn gần dân. Thành thị đến thôn lân đều dùng, ai lấy chẳng vui đem vào bụng. Vẫn một ngày ai cũng ngóng trông, kẻ chạy tây người lại chạy đông. Xa mấy cũng ra công tìm kiếm, quên lao khổ quên nơi nguy hiểm. Lòng khát khao tới điểm cực cung, giờ chẳng dùng lát nữa phải dùng. Ai dám nói rằng không cần tới, trên quả đất bất kỳ các giới đều nhận cho ít lợi phi thường. Một cọng rau nhỏ mọc bên đường, cũng nhờ có thấm nhuần mới sống. Tình khăng khít các loài rất rộng, chớ không riêng gì giống cá tôm. Cứ đi luôn bất luận đêm hôm, mà lo tươi tịnh khắp cùng quả đất. Người tu nhân hay là tu Phật, há không theo tánh nước mà tu. Được liệt hàng chánh đạo chân sư, hay được gọi trượng phu quân từ. Tánh tình như nước kia một thứ, cần giường bao đại sự giường bao. Cứ theo đây hôm sớm dồi trao, quả đất dẫu bao cao cũng tới. Nếu có thật như lời ta nói, xin tàn cây kia đối lại giùm. Từ trên cây nhanh lá tầm, bỗng ứng một bài ngâm thành thoát. Hơn một ngàn năm đứng tại đây,
chính ngay bên cạnh gốc cây này đã nhiều tăng sĩ siêu tam giới. Có lắm thiền sư đau cõi tay, do quán tâm trong như bích thủy nhờ trao tánh khí tở nguồn khai. Thì luôn không nghĩ trong nên dạng được vậy chẳng thành ta hiểu ngay. Cơ quyền bị dễ ai thay môi, chỗ không không lại nói ra lời. Thấy cảnh màu nghe tiếng diệu vời, ta vừa kính vừa vui không xiết. Tàn cây xanh bên dòng nước biếc, trên trời thanh che khắp cảnh trần. Đứng bên mình một vị chân nhân, tương tốt đẹp kẻ trần khó sanh. Cặp mắt sáng như sao long lanh, râu dài phơ trên mảnh áo già. Thân đoan trang nét mặt hiền hòa, trong liền biết ngay là thanh hoa. Lời thao thao như nguồn xối xả, khéo dạy khuyên khéo ta nhiều câu. Từ trên sông phẳng lặng một màu, tự nhiên phát nhiều câu thi thanh. Nào quỷ khúc tùy hình chi tánh, nào vị tha cứu cánh chi tâm. Lời thanh bay vị thâm trầm, dạng trên mặt nước đang êm lặng. Màu vô tận nhiệm không kể đằng, nhìn cảnh trần mất dạng hồi nào. Những ưu sầu lo ngại đớn đau, không còn thấy lẫn vào trong trí. Đồng thời ngâm cảnh do thần bí, trong lòng ta đã nghĩ thầm rằng chẳng gì riêng ta có thiện căn. Đạo sĩ dùng phép thần cho thấy, mà là chính ngài vì nhân loại mới làm cho ta thấy cảnh này. Để truyền cho nam nữ được hay, có sớm tỉnh lòng say vật dục. Nên ngài mới chỉ rành trong đục, lòng thương không kém đức mẹ cha. Ước mong rằng khắp hết trẻ già, lời này được nghe ra liền giác. Sợ mất đạo hơn là sợ thác, năng rèn lòng cháy lạc kệ kinh. Tự chùi lao trong sạch tánh tình, ôm chặt một lòng tin đức Phật. Mặt gai góc mặt lời đố tật, niệm từ bi để lánh cho qua. Dịp hút rồi khó kiếm sao ra, ráng chịu khổ để mà thoát khổ. Từ trong cây trái bông được trổ, cũng từ cây sâu bò xanh ra. Thành cũng ta mà bãi cũng ta, tâm Phật được tâm ma cũng được. Phải gạn xét như người lọc nước,
đục và trong cố lược cho ra, mà hùng gian Phật dũng hiền hòa, chân là Phật ngụy là ma quỷ. Thế theo đó mà suy xét kỳ, tội sẽ không mang lấy vào mình, tội nếu không phước đức ác sinh. Phước đức vốn phép linh giải nàng, ước gì khắp Bắc Nam các hàng đều được trông thấy đặng cảnh này. Có tan lòng ngờ vực xưa nay, lo tu đi kiếp ngài thiên đình. Đạo sĩ liền khoát tay cái mình, khởi lại y gian cảnh phòng ta. Ngài rằng em vừa đã nghe qua, lời ấy chẳng phải là lời nguy. Thuở xưa có một ông đạo sĩ, họ là Lưu tên thị là Năng. Từ nhỏ đã vào cửa nhà tăng, đã giữ mấy mươi năm trai giới, nhưng bổn tâm chưa tìm ra mối, ở trong ý luôn thấy rối không ngừng. Một hôm kia trong giả bần thần, ông liền mới đi lần đến đây, dưới cội cây em trong khía này, ông liền dừng chân lại một hồi, để ngắm xem dòng nước đang trôi. Rồi ông bước đến nơi mé nước, ông vừa mới cúi mình đến trước, định lấy tay khoác nước rửa mày, liền từ trong đáy nước sâu dày, cả mặt mũi chân tay hiện rõ. Ông thấy rồi tâm liền sáng tỏ, rằng tâm và nước có khác chi. Nhờ tánh trong bất luận vật gì, cũng hiện rõ như ý thật cảnh. Nghĩ rồi ông quỳ chân đi mạnh, trở lại ngồi bên cạnh gốc cây, quan tánh trong như nước bảy ngày, ý rối loạn xưa nay đều tình. Thoát một cái đã vào đại đình, được thấy ra bổn tánh Như Lai. Chính mẹ sống em mới thấy đây, chỗ chứng quả của ngài đạo sĩ. Mê với ngộ cách nhau một tỷ, mấy mươi năm chỉ trị một giây. Đạo sĩ liền cất giọng khoan thai, động đó liền tỉnh đó, chỉ do một cái ngó. Ý loạn mấy mươi năm, tiêu tan như mây gió, thường rửa mặt mỗi ngày cũng một thứ nước đó. Sao chẳng mở được tâm, vì bởi khác cách ngó. Ngó tanh nước nặng xoay, hiểu được tâm rất khó. Nếu chỉ ngó bằng thường mà được sự sáng tỏ, thì độ trong một ngày thành Phật hết đau khổ. Chẳng riêng ngó nước không, cho đến ngó này nọ,
Nếu dung hội được tâm, bổn lai cũng sẽ rõ, phàm thanh thân giống nhau. Chỉ khác nơi cách ngó, mong khắp cả chúng sanh cách ngó này được có, hầu sớm mở tâm mây để đi về tỉnh đầu. Xương thịt là hoa sen, có hào quang chiếu tỏ, dung mạo đẹp khác phàm, trên liên đài sáng rõ. Không bình cũng không già, sự chết chóc đâu có, chính người ở cõi này mới thật là trường thọ. Muốn gì liền có ngay, khỏi phải ra công khó. Có chim ngắm kể màu, có nhạc trỗi trong gió. Khó niệm Phật Di Đà, trong khi gặp lửa đỏ. Lời này hãy nên tin, chớ nên lầm ngờ bỏ. Tu sớm được một ngày, thân sớm ngày giải khổ. Cây chết thúc bên lưng, lòng niệm Phật cần có. Lời này em hãy mau kể rõ, cho nữ nam lẫn nhỏ được tường. Ráng niệm câu cực lạc Tây Phương, cầu Phật đổ khỏi đường sanh tử. Hãy chịu khó làm lành lánh dữ, chớ cho lòng lưỡng lự chân chờ. Phải gắng tu cho kịp ngày giờ, kịp long hội kịp cơ biến hóa. Chúng phần lớn đang chung khổ quả, nghiệp từ lâu nay đã thành hình. Nếu tạo thêm nhiều việc bất lành, càng thêm lâm xuất sanh tai khổ. Lòng thương chung quyết tâm cứu độ, em chớ quên khuyên dỗ người đời. Ta cúi đầu xin nguyện dâng lời, đem kể hết những nơi nghe thấy. Hoặc nói ra hoặc nêu trên giấy, làm cho đời sớm dậy cơn mê. Mặt xác phàm có lắm ủ ê, miệng ba tanh sớm về đường chanh. Đây thường thấy rất nhiều khổ cảnh, giữa loài người tranh cảnh miếng ăn. Khiến cho lòng đau đớn ngại hằn, nên rất muốn nhân sanh hướng thiền. Được một người thật tâm tu luyện, sẽ đỡ ra một chuyện rối ren. Càng nhiều người đạo hạnh tập rèn, càng bớt được nhiều con sâu bò. Bởi ích kỷ chiến tranh mới có, không từ tâm mới nở hại người. Nó đã bày ra trước con người, xem xét kỹ ai người không thấy. Càng thấy cảnh máu người tay dây, lòng càng mong nhân loại hòa bình. Nên muốn ai cùng hiền minh, có lòng biết yêu mình lẫn kẻ. Trên sự sống lòng vui san sẻ,
giúp nhau, không lấy lẽ hiếp nhau. Bất luận là việc ít lợi nào, đều thành thật đổi trao chỉ dài. Sống bạc ai sống đời đạo lý, sống ngoài vòng ích kỷ đây hèn. Ai cũng đều nhòm thoái ô quen, biết khắc kỷ biết nên phản tình. Đạo sĩ rằng lời em rất chính, anh cũng là đồng tính thế ni. Và chính như các đấng từ bi, cũng đều ước mong y lẽ đó. Quan cảnh này kiếp chạy sẽ có, nhưng phải quá khăn khó nhiều phen. Kẻ yêu đời cần phải đua chen, mới có thể đổi nên hoàn cảnh. Em là một trong từ bi tánh, cần ra tay cho mạnh thêm lên. Sự lao tâm khổ xác nên quên, cứ nhắm thẳng vào nền hoằng hoa. Cứu đời khỏi sông mê mới hạ, ý lời nguyện từ cả xưa nay. Không nên cho thể ý mòn phai, chẳng dừng bước lướt nơi gai bom. Phải có đủ tinh thần can đảm, mới dìu đời khỏi chốn lao lung. Phật còn không đành hưởng thông dung, trong lúc chúng sanh còn mê muội. Huống mình dấu chân ngài quyết nói, há ngồi an phòng nói được sao. Cũng phải nên lo liệu cách nào, để cứu khách trần lao thoát khổ. Chúng đang bị màn đời cám dỗ, lòng sai mê đến độ cực cùng. Tánh tình lần biến đổi ác hung, chẳng còn biết hiểu trung đạo lý. Chỉ biết sống cho thân phì mì, sống theo lòng ích kỷ tổn nhân. Cứ mãi lo phụng sự riêng thân, sống theo thoái dục trần đê tiền. Lo thỏa mãn tấm lòng sai nghiền, chẳng màng nghe những tiếng thị phi. Mặc cho thân có lâm vết tì, miễn là được hướng thì sung sướng. Điều cao khiết chúng không hề tường, chỉ lo làm lo hưởng hiện thời. Chẳng nghĩ câu báo ứng này mới, cho nên dễ phạm nơi tội lỗi. Thì sanh chung kinh thường viết tội, Phật nóng lòng như sôi nước sôi. Lệnh cho chư Bồ Tát xuống đời, lo kêu gấp cho người tỉnh ngộ. Giả đủ hình ẩn mình khắp chỗ, tùy mọi phương giải dỗ chúng sanh. Miễn cho người bỏ giữ theo lành, thân đâu quán bùng sình lao khổ. Nếu có kẻ đường tu ái mộ, dù mấy giờ dù chỗ mấy xa,
cũng đến nơi và cũng tùy hòa, chịu đủ cách để mà hóa độ, quyết dắt người vào nơi Phật lộ. Thân ra sao cũng chớ hề màng, đồng tâm hồn cứu độ nhân gian, em khéo bẻ cho an tay lay. Miệng ba tánh được lòng tu cải, mặc cho thân dơ dãi đừng nao, thân tuy dơ mà chí thanh cao. Sự dơ ấy lòng nào e ngại, dao bung mới cành sen được hay. Lời cũ già đã dạy cho em, chớ núng nao phàm sắc luốc lem, mà đem thân ấy lẫn chen khắp đất. Dắt hết người có căn tiên Phật, mặc cho đời thử thách dường bao, khổ càng nhiều đau quá càng cao. Muôn bắt cột phải vào hổ quyệt, ngài liền ngâm bài thơ thông thiết. Xưa cũng như nay vẫn một đàn, đầy lòng ưu mẫn khắp nhân gian. Quên ăn lúc thấy người làm tội, bỏ ngủ khi nghe kẻ mắt nàng. Mẹ mến yêu con, âu có một Phật thương xót chúng gấp muôn ngàn. Theo chiều đấu cùng ra tay, đổ mất mạng hao tài chẳng tiếc than. Dẫu hiền cha chân con kha dầm, em đừng quên soi tấm Phật gương. Phải cho thân trải tuyết dầm sương, để thực hiện tình thương nhân loài. Thấy ai có làm điều chi sai, trách buồn nhưng khuyên giải cản lời. Chớ nên nói theo lối người đời, buồn ai chẳng muốn cho gặp mặt. Bởi mê dốt lỗi lầm dương mắt, nên ra tay dìu dắt cho người. Há làm ngơ để bụng ngạo cười, chẳng chỉ vẽ những nơi thiếu sót. Ở đời sự lỗi ai đâu lọt, cần dạy nhau phải tốt hơn không. Người lỗi mình ngồi để mắt trong, khi mình lỗi khó mong người chỉ. Kẻ chỉ dạy phải cho thành ý, người lỗi lầm nên thị nhận ngay. Thì tự nhiên không việc gỗ gai, kia cũng tốt mà đây cũng tốt. Biết trao đổi với tình thiết cốt, dù cho người mây dốt cũng thông. Tội có đâu lan lớp cả đầm, ai lo nay chớ không ai tiếp. Chữ tương tồn với câu tương hiệp, mong người đời nước thuộc nắm lòng, mà để giúp nhau bất lúc cay nồng. Kẻ dư quá người không hề đủ, đành căng kiếp người bần hay phú, do nghiệp xưa hoặc sức làm nay. Có làm nhiều tất có nhiều nhai, xưa
nhân đức ngày nay phú quý. Kẻ nghèo bởi nghiệp xưa ích kỷ, hoặc nghiệp nay chẳng chỉ công làm, vì vậy nên đâu đó chẳng kham. Lẽ sống của nhân gian như thế, tuy nhiên nếu người đồng tương tệ, đời sống liền cái chế được ngay, nghiệp oan không cơ hội kéo dài, giống khổ bị khô mài khó mọc. Vui hoặc khổ do người làm gốc, người nắng sanh xuất vật nọ kia. Nếu người đồng hiệp lại một bề, lấp bằng biển và tề bằng núi, điều này há lại không nghe tới. Để hợp nhau mở lối bình minh, bỏ đi lòng chỉ biết riêng mình, lo nghĩ đến cái tình nhân loài. Cái tình ấy phải cho tồn tại, dù ở bao thời đại biến thiên. Tình ấy còn thiên hạ bình yên, tình ấy mất đảo điên ba tình, tình ấy nhiều là nhiều sức mạnh. Tình ấy tan sẽ tan quay quyền, tình ấy sâu thành Phật thành tiên, tình ấy càng nên ma nên quỷ. Tình ấy có người tùng thị, tình ấy không không trị được ai. Tình ấy đầy tâm trí mắt tay, ngôi Phật sẽ có ngày kế từ. Vì em khéo gọi hàng nam nữ, tình ấy nên chặt giữ vào lòng. Ai cũng thương ai cũng xử công, chớ chia rẽ giống dòng nam bắc. Tánh nhân ngã dễ làm gây giặc, công tánh này tất hết giết nhau. Khắp bắc nam bất luận người nào, nên cố gắng trừ mau tánh ấy. Người được biết tu hành trai giới, tánh ngã nhân càng phải sớm rời, chỉ biết lòng yêu khắp người đời. Không ý biệt phân người quen lạ, sống ngoài cánh tánh tình nhân ngã. Không trọng giàu chẳng giả khinh nghèo, luôn đem mầm bát ái rải gieo, cho đâu đó bớt điều thù hận. Giặc chẳng phải tự nhiên khai hận, mà do người vì dẫn hoặc tham. Dẫn với tham hỏi tại đâu làm, trả lời vốn tánh phàm nhân ngã. Trừ nó được mới là thông thà, còn vương mang còn quả liên miên. Ví dụ cho là bức thần tiên, còn đeo nó còn quần phàm tục. Em kha nhớ ra tay kêu thúc, kẹo ba giá quên phúc ra về. Các sắc trần chứ bận lòng mê, mê chẳng được chịu bề lao khổ. Cảnh nguy thế nay gần miệng hồ, chẳng thương nhau đừng có trách than. Sống riêng thân là sống khốn nạn,
biết ngược lại sẽ an lạc phần. Kêu đời chẳng chịu nghe phát dần, như thấy người đánh lẫn con cờ. Giận nhưng mà không nỡ làm ngơ, cố kêu mãi để cho cải hối. Lòng yêu chúng tràn trề tim phổi, dù sao sao cũng nói dài luôn. Sông lướt qua gió thảm mưa buồn, đem mảnh áo nâu sòng che khắp. Ai chửi mắng cũng đành tay lấp, mà niệm A-di-đà Phật đi qua. Nay không duyên người chẳng nghe ta, nên ngâm giống để mà sao rầy. Sớm ghét kể chiều thương trở lại, ở thế gian chuyện ấy có thường. Em ơi đời phức tạp không lường, nói hai chữ ghét thương đủ khổ. Ghét dễ khiến nhúng trề môi mỏ, thương cũng gây vàng vỏ mặt mày. Ghét với thương gia vị các loài, kể sao hết điều cay với đắng. Gọi cõi tạm bao giờ lâu đằng, mà khách trần gian chẳng núng nao. Trên non tiên ngó xuống chừng nào, lòng càng bắt xót đau chừng nay. Biết bao cuộc đất bằng sông dậy, mà cũng chưa thấy mấy ai tu. Chờ đến cơn trâu rong cho trụ, cảnh thảm đến mới cầu khó cứu. Gặp Phật giáo là điều hy hữu, người không nghe vì ngủ quá mê. Do lòng thương mà phải vỗ về, chớ nào phải vì bề danh lời. Thương quá đổi réo kêu ơi hỡi, rất kính thay các giới từ tâm. Đòi phen quên cả việc ăn nằm, vì lẽ quá bận chân phổ đồ. Anh còn nhớ ở vào đời nọ, có một ông tên Thố họ Chiêu. Từ sau khi vọng niệm trừ tiêu, rời ám tự châu lưu khắp chốn. Đến đâu cũng khuyên xoay tâm bồn, bởi tâm là chủ động các đường. Khi thấy tâm như thấy trong gương, tất sẽ thấy Phật tường tận mặt. Vào thuở ấy rất nhiều người đắc, nhờ được y theo pháp ấy hành. Một ngày kia ông tự biết mình, vào giờ ngõ mạng sanh sắp cuối. Bữa cơm trưa cũng vừa dọn tới, cây có người hấp hối gần bên. Ông thấy người ấy có căn duyên, sắp chết chẳng biết tên Đức Phật. Ông bỏ ăn và liền lật đật, đi đến bên người sắp ra ma. Ông bảo nên niệm Phật Di Đà, Phật
sẽ đến dắt qua cực lạc. Người ấy y lời ông khuyên nhắc, bèn nhiếp tâm niệm Phật ba câu. Liền hóa thân của Phật đến thâu, hồn ấy được vào chầu Phật quốc. Ông liền trở về nơi am thất, ngồi ngay mình rồi mất tự nhiên. Vì cứu người đã có Phật duyên, không màng đến bữa cơm rốt màng. Tình yêu chúng sanh không giới hạn, độ đời cho đến đoạn cuối cùng. Lòng từ bi trọn thủy trọn chung, ai nghe đến lòng không thương kinh. Các Bồ Tát vốn đồng một tánh, tự giác rồi lo đến giác tha. Lúc nào thời cũng dân bôn ba, lo cho thế hơn là lo phần. Mình tình ấy chẳng bao giờ bận, cổ với kim cũng vẫn một màu. Yêu đời bằng lối mở cùm lao, chẳng yêu cách chôn vào hang hô. Yêu đời với tinh thần giác ngộ, độ khỏi mê chẳng bỏ cho mê. Tay mặt đưa tay trái lấy về, chuyện lừa ấy chẳng hề nào có. Đời lợi dụng nhau từ việc nhỏ, đạo dân đi ngược nó luôn khi. Lánh tâm phàm hiểu tánh từ bi, tất sẽ chẳng hề khi nào đúng. Đừng nhắm một ít người lợi dụng, mà vội cho ai cũng dối tu. Nguyên một loài nhưng sâu với cụ, phải hiểu khác chớ cho rằng một. Cùng một đạo cùng người đồng lớp, nhưng tấm lòng xấu tốt khác nhau. Tuy bề ngoài cùng một sắc màu, vàng chẳng giống như tháo tên ô. Kha quan sát cho tường tận châu, chớ vội quơ đũa cả nắm say. Có trầm hương ẩn giữa rừng cây, hãy tìm lấy về ngay kẻo hồn. Gặp hiền đức phải nên kính chuồng, đừng đụng đâu khinh bương chê càng. Em khá khuyên khắp hết thế gian, phải lọc lửa chấn hằng lời nói, kẻo lầm đến con người thương coi. Sẽ chết không kịp trối một lời, có các thần trà trộn khắp nơi, giả đủ cách thử người dương thế. Không lấy mắt xét xem đau đề, sẽ làm cho người dễ lạc lầm. Thật tu hành hay giả đạo tâm, khi đó sẽ ló mầm ra hết. Cùng xác người giống nhau như hệt, rất khó đem phân biệt thánh phàm.
Thế cho nên khắp hết nữ nam, cần ngôn hạnh kẻo lắm khó gờ. Nhiều lúc kẻ hung mồm vừa mơ, máu liền trào dậy dũa chết ngay. Lỗi phạt răng của các thần này rất nghiêm khắc lâu nay ít có. Tanh rất nóng còn hơn lửa đò, lòng luôn hờn ghét đứa hung quan. Có nhiều khi thấy kẻ tà gian, liền bẻ cổ số căn bất kể. Nhòm kẻ ác tở thùng nhớ quê, thấy lũ tà mắt thể gai đâm. Gặp thì trừ chứ chẳng ngại tâm, các thần thánh hì hầm như thế. Chớ vội thấy ngu khờ khi về, thường khiêm nhường nghĩa lễ tốt hơn. Gặp thử mà không bị lầm thân, tất sẽ được các thần theo hầu. Giúp đỡ cho được đi tới chỗ, ngày như đêm chẳng hở phúc nào. Cứu hộ cho những bụi ốm đau, che chở lúc lâm vào tay ách. Đạo sĩ liền chỉ tay vào vách, một vị thần hiển cách tự nhiên. Vẻ oai phong tay chống gươm thiên, liền cất giọng ngâm lên bài kệ. Để bảo vệ hiền thề, để tội phước ghi kệ. Cho nên khắp nhà nhà có ta ở mông bề. Vị thần chỉ mấy lời như thế, rồi biến đi không kể chi hơn. Đạo sĩ rằng ấy kiểm dễ thần, nhà nào cũng ẩn thân xem xét. Biết tội phước ghi rành từ nét, tấu thiên đình xử xét chi công. Mắt phàm nhân thấy cửa vắng không, nhưng mà có minh thần ẩn anh. Nên nhớ dấu việc làm bất chánh, kẻ thế gian chớ tánh dễ ngươi. Việc này em khá nhắc cho đời, đừng tưởng chỗ vắng người làm quay. Người chẳng thấy nhưng thần luôn thấy, tội phước đều chốt lấy đành rành. Phước thì ban còn tội thì hành, bao ứng rất phân minh từ chốt. Nhân thiện ác định cho quả phúc, từ cổ kim chưa lúc nào sai. Khắp thế gian dù gái dù trai, ráng sửa tánh thẳng ngay chân chất. Đầu đội trời còn chân đạp đất, đất trời luôn soi xét mỗi ngày. Tuy lặng thinh mà rất có quay. Hả chẳng sợ hơn người dương thế, quay trời đất nếu người kiên này. Tất không gây tội lễ vào mình, tưởng chỗ nào cũng có thần minh. Sẽ không dám tạo thành điều ác, xưa có người tên là Bàn Đạt.
thường duyên nghề đảo tặc nuôi thân. Có một hôm vào một nhà dân, đang rón rén vào khuân đồ đạc, nghe có tiếng động trên sàn gác. Bàn đát liền ngước mặt ngó lên, thấy nơi trang có tượng phổ hiền ẩn sau một ngọn đèn leo lét. Lòng bỗng thấy vô cùng sợ sệt, rằng phổ hiền thấy hết việc mình. Liền bỏ nguyên đồ đạc đang rinh, lui khỏi cửa đi êm một nước. Vừa đi vừa nghĩ suy từ trước, cho đến nay những việc đã làm chỉ dấu che được mắt người phàm, chớ thần thánh đã xem thấy rõ. Tự biết lỗi bắt đầu từ đó, ngày trộm liền dứt bỏ lo tu. Sớm khuya bền một chí công phu, được Phật qua thân tu về Phật. Nhân tượng giả độ nên người thật, là chuyện người bàn đạt thuở xưa. Trong nhất thời ngày trộm được chưa, nhờ tượng có thần cơ quan sát. Mọi vật có thể làm người giác, nếu để lòng suy xét cho rành. Bàn đạt tuy là kẻ gian manh, biết hối cải còn thành được đau. Lấy tâm dám làm điều tàn bạo, đổi ra tâm dám tạo phước điền. Tất nhiên là từ giới phàm duyên, leo đến bậc Phật tiên chẳng khó. Chỉ nhân một cái quay đầu ngó, được trở nên tỉnh ngộ nơi lòng. Tội trộm xưa đều vũ sạch không, còn thừa phước đức sang Phật quốc. Trai với gái ở thời văn vật, há để thua bàn đạt xưa sao? Xưa ngu khờ mà được giác mau, nay thông thái tại sao chậm tình? Xưa dốc nát nhưng giàu trí tính, nay khôn lanh nhưng kém tinh thần. Chỉ hay ho với lối tục trần, không soi thấu được phần siêu việt. Biết cái giả chứ không biết thiệt, làm nhiều mà chẳng được hưởng lâu. Ốc thông minh đem để vào đâu, chẳng tìm biết cái nào chân già. Cứ mưu nọ thế kia gây hòa, gác lừa nhau chiếm bả lợi danh. Giỏi bề về mưu lấn đất cướp thành, việc xô sát dân tình là giỏi. Mình muốn sống thì người khỏi nói, cũng hiểu lòng họ đôi thế nào. Vẫn biết yêu mạng sống như nhau, đâu muốn bị người nào giết hại. Mình tồn tại cho người tồn tại, nỡ dứt tình đồng loại sao đành.
sống bằng phương xô sát nhân sanh. Cách sống ấy hôi tanh như thù, sống nhân đạo sống tình cảm đủ, mới sống theo ý vị loài người. Chỉ đấu nhau bằng trí bằng lời, cùng đủ lửa vì nơi nanh vuốt, dắt nhau đến chỗ gây chiến cuộc. Ý vị loài người mất hết rồi, thay vì dùng nanh vuốt tranh mồi, dùng đao kiếm cướp xôi với banh. Mất hết cả cái gì thiên tánh, chỉ là loài mạnh đặng yếu thua. Hiện nay như đông rác sắp đùa, kẻ bảo ác cũng chưa thấy thức. Thế là họ phải đành yên giấc, theo ngày tàn của đất hạ quân. Chỉ thương người còn chút thiện duyên, họ bị kẹp kèm hơn tử tàu. Em khéo giúp hạng này biết đau, họ tỉnh rồi việc đau đến nơi. Việc cũng không còn phải xa vời, em chớ để người trôi mất uổng. Nước có lên rồi thì có xuống, em đừng buồn đám ruộng ngập nhiều. Thứ nào chăm cản rễ thì tiêu, mùa tiết phải chịu theo khó cày. Ấy là cũng một phương lửa đài, quét sạch loài cỏ giải phá mùa. Em buồn anh lòng cũng bắt chua, việc chi cũng do cơ tạo hóa. Em thường trách sao hiền mang quà, còn đứa hung tông thả không sao. Em nhớ rằng danh mọc chừng nào, càng chiếu đục chiếu bao chừng nay. Không chịu thế sao nên hình đây, còn những nào cây dại đứng yên. Ấy chỉ là đợi lớn thêm niên, dùng làm củi ra than là dứt. Huống nữa cái hiền lành nhân đức, cũng như nền của một ngôi nhà. Những khó khăn những nỗi xót xa, là kèo cốt rui đà cho đo. Các vật này tháng như không có, cái nền kia suốt gió suốt mưa. Ai đắng cay ai có dài bừa, em ráng chịu chớ ngơ chí lực. Trước sau vẫn lo câu đạo đức, chớ quá buồn đành dứt xác trần. Chúng sanh đang khổ chốn mê tân, mạng sống tở như đàn dây thằng. Lòng bác ai há ngồi yên đằng, cũng không đành nín lặng Tây Phương. Huống lời xưa đã thể tỏ tường, nay không đổ đợi cơn nào đổ. Biết bao kẻ bơ vơ trên lầu, há không đưa tay trỏ đường về.
thấy lạc lầm mình phải u ê. Tình ấy vốn trong lề nhà Phật, một khi để cho tình ấy mất sẽ không trông thấy mặt Như Lai. Bao kiếp qua khổ cực chẳng này, há lại tiếc làm chi kiếp chót. Chớ vô ý để người dừng gót, thưa bóng người cửa Phật chẳng nên. Kẻ mến em khéo dắt họ lên, chớ để họ rớt chìm trở lại. Không dễ có được lòng hăng hái, để mất rồi khó tay được đâu. Một khi người đã biết hỏi đầu, đừng để họ lần câu đạo ly. Nếu họ trở nên lần tâm trí, khó gọi cho tỉnh lại như xưa. Kẻ tu do hoàn cảnh đầy đưa, chừng bỏ đạo cũng do tình thế. Những hạng ấy không nên nhắm kề, bởi họ theo thời thế ấy thôi. Thời sớm yên thì họ tu dồi, thời chậm đến họ trôi theo nước. Họ bền được thì là rất phước, bằng không là tái ít căn duyên. Cũng chẳng nên đem giả trách phiền, bỏ luôn kẻ sâu duyên với Phật. Nhờ có sự lễ nghi phong chất, loài người cùng thú vật khác nhau. Muôn thế không đạo lý chậm vào, như nhuộm trắng cầm màu bay hết. Làm người để mất đi chính nết, khác nào quá mất hết mùi hương. Xã hội nào không kẻ hiền lương, xã hội ấy mất đường thánh trì. Em khéo giúp người thông đạo lý, tất nước nhà trở lại an ninh. Và chừng khi có cuộc gian thinh, khổ quả cũng chẳng sanh ra lớn. Vẫn còn bước chân hài chân hơn. Phần lớn do thiếu thôn đức tin, ấy là mầm tai họa đáng kinh. Khéo giúp họ được minh nơi trì, dân trong nước không thông chân nguy. Sẽ rối luôn khó trị cho yên, dân trí khi được mở sáng lên. Đâu hư với đâu nên thấy rõ. Cố nhiên nẻo ta liền tự bỏ, tự xếp mình vào ngõ chánh chân. Muôn thế là theo lẽ trước hơn, phải phát mạnh tinh thần đạo đức. Lấy đạo đức để trí giả thật, như đĩa bàn chỉ bắt với nam. Độ được ngay tất cả việc làm, giúp đỡ chẳng gian tham tà chanh. Lợi dụng hoặc gạt lừa ba tánh, ấy phải nên quyết định là tà. Cứu mình rồi lo cứu người ta, ấy đúng thuyết Thích Ca đã dạy.
Độ mình chẳng độ người hoặc hay, quả quyết rằng tâm phái của ta. Cứ lấy đây mà xét rộng ra, sẽ biết được đâu tà đâu chanh. Tà là phải mau lo xa lánh, chánh thì nên phát mạnh lòng tin. Nào luật nghi quy cụ chặt dình, xấu mấy cũng trở nên người tốt. Trừ những kẻ chỉ mang có lốp, không chịu đem lòng thật hành y, dù bao lâu cũng chẳng nên gì. Cây không uống hình chi chẳng giống, người vốn lây tánh quen mà sống, cả món chi đều cũng do quen. Dù tánh hôi dù qua thấp hèn, người ta có thể quen được cả. Ví dụ sợ trời khi quen già, không bao giờ dám hạ miệng kêu, đến uống ăn cử động các điều. Do quen tánh phần nhiều thành tật, thói quen rất là quan hệ nhất. Cho nên cần lựa tập thói quen, đừng cho quen những thói hư hèn. Nên tập sửa tánh quen nhân đức, quen tha thứ quen lời chân chất. Quen thương người quen giúp gần xa, lòng cho quen thờ mẹ kính cha. Thấy ai khổ cũng là quen cứu, quen niệm Phật như người quen rượu. Quen thế này tội lỗi đâu sanh, đời cứ quen những việc bất lành. Do đó tạo muôn ngàn tội ác, đã quen giữ đổi lành khó thật. Nhưng cố lòng tập riết sẽ quen, em khá mau đem hết lời khuyên. Khiến người sớm lòng quen đạo lý, chớ thấy khó khăn mà nản chí. Thu tập lâu còn múa nên ngày, thì loại người từ chỗ dũng về. Tập mãi sẽ nên bề khéo leo, nay sự thế đã là mỏng mèo. Khá rèn lòng quen nẻo thiện lương, nếu không tin như giặc cùng đường. Xác hồn chẳng còn phương cứu gờ, chớ vội nói việc chi không sợ. Việc đến nơi hồn vỡ mật tan, quả địa cầu chỉ một tiếng vang. Nhân loại đủ xương tan thịt nát, bằng với phu cùng ra cho mát. Mãi tranh cùng nốt gạch ra bùng, kiếp trần gian như ấm nước đông. Không thấy hết mà lần khô càng, kẻ lớn nhỏ nên suy cho hàng. Để lo tu càng sớm càng nên, trên sen đài khi được đề tên. Châu bao há dám đem so sánh, mỗi khi nghĩ đến Tây Phương cảnh. Anh còn nôn muốn đến ở ngay,
Tại sao người trong cõi trần ai chẳng lo trở gót hai về đó? Chừng ngày hội long qua mở ngò, Đức Thế Tôn hiện rõ cảnh này, để cho người mong ước lâu nay được thấy rõ ở ngay trước mắt. Ngày ấy cũng không còn xa xắc, anh đang chờ góp mặt vào đây. Cùng chữ tiên thi thô phép tài, rõ công đức của ai nhiều ít. Có nhiều tiên ẩn nơi u tịch, muôn triệu năm cách biệt hồng trần. Ngày ấy đều giá hát đằng dân, xuống thế để chúc mừng thanh đức. Kể sao xiết mùi thơm nồng nực, mây đủ màu chói rực mười phương. Các thần tiên dung mạo khác thường, mây đỡ gót long lân chầu chực. Em cũng ráng tạo thêm công đức, để cùng anh hiệp mặt chốn này. Khi ấy em khéo độ gái trai, được đi tới hội này cho phì. Kẻ trung hiếu với người liêm sĩ, cùng hạng người thành ý tu hành. Và những người làm phước làm lành đều có thể đồng sanh tới đó. Phần thưởng ấy để dành cho họ, nhắc nhở cho họ nhớ kẻo quên. Nói đến đây đạo sĩ ngâm lên, đến được hội này có mấy ai. Nóc đền lột lấy ngũ tường mây, bên mình tiến trường ra muôn phép. Trước ngõ thần linh hiển đủ quay. Thu nói tiếng người không dấp dáp, sân chầu sen mọc mi ngát hương bay. Khéo nhiều thiện tính về nơi ấy, em sẽ gặp anh ở hội này. Đạo sĩ dứt xong bài thơ ấy, ta rằng xin nhớ lấy lời. Quyết đưa thân này với mọi người, đồng đi đến tận nơi hẹn ấy. Dù cho phải khó khăn đến mấy, cũng không nao tâm chí đã nguyện. Riêng lòng đây sao trước đồng nhiên, chỉ ngại chúng không nguyện một lối. Thẳng như thế ngày rồng mây hồi, một thân này trơ trọi đến nơi. Mặt mũi nào dám ngó chính trời, và thẹn hổ những lời ngài dạy. Vừa nghe đạo sĩ liền chấn lại, rằng em đừng lấy đó làm lo. Nếu không thành như sự hẹn hò, lẽ ấy cũng là do người đây. Nếu em đã tận tâm khuyên dạy, chẳng nghe theo lỗi ấy tại người. Em lỗi chi mà thẹn chính trời, cùng anh ngại trước nơi gặp gỡ. Nhưng việc ấy chẳng bao giờ có,
Vì còn nhiều người nhớ đến em, họ đang lo rửa chỗ luốc lem. Kẻ ấy sẽ cùng em đi tột, nước nhà họ cũng là rường cột. Việc tu hành lại rất kỹ càng, họ sẽ đeo cho tới niết bàn. Em chớ ngại một thân trơ trọi, rất nhiều kẻ có căn thượng còi, họ nhờ em được hối phần đông. Những kẻ này trung hiếu đầy lòng, họ sẽ vẹn thủy chung với đào. Theo anh thấy khi lành tiên bao, ngài chung quy thành đạo nhiều người. Em gặp anh vì vẻ vui tươi, chớ chẳng phải sầu với đâu nhỉ. Vậy em chưa quá nên xa nghỉ, nghe hay không tự ý ngửi đời. Lòng từ bi cứ nhắc chiều mới, quên bụi cát quên trời mưa nắng. Lấy đạo vị bán mùi cay đắng, thấy thương đời chứ chẳng thấy đau. Xưa thơm tho nay vẫn ngọt ngào, tình bác ai chẳng bao giờ mòn. Câu thể hải sơn minh dình tròn, quyết độ người khỏi chúng nàng tay. Lời thề kia chẳng kết hình hài, vẫn còn phải chuyển lại không nghỉ. Em dùng hết tinh thần ý chí, kiếp này dìu hết kẻ thiện duyên. Để sau khi qua cuộc biến thiên, em đến động anh thiền một lúc. Coi thế mặt cho người chen chúc, ngày vui qua đến phúc khổ sang. Đời thương quân muôn tuổi lạc nhạn, hạn kỳ hết cũng lần đến khổ. Chỉ khi nào về nơi tịnh độ, mới không còn sự khổ tái hồi. Thế nên dù sao cuộc lập đời, đạo Phật vẫn khắp nơi truyền giao. Tuy no ấm tuy đời quý báu, nhưng không ai bận biểu tâm giàu. Gái cùng trai bất luận người nào, tinh thần cũng vượt cao thường tâm. Nhờ đó chẳng ai thèm tranh cạnh, đời sống trong phong cảnh thần tiên. Cũng lẩu vàng cát ngọc muôn thiên, chỉ tạo để mà xem chẳng mến. Bề trí đạo rất là cao viễn, nên chẳng ai gây chuyện sai lầm. Đây thật là thế giới minh tâm, người người vẫn nói làm một rập. Sẵn hiền đức thêm lòng tu tập, cho nên siêu về Phật phần đông. Bồm to thêm gió thuận xuôi dòng, đưa thuyền đến bến trong chốc lát. Muôn hai trái có than sẵn bắt, quả đào kia sẽ chắc vào tay. Nhờ thế mà người được sang đây, tất sẽ đến được Tây Phương Phật.
khắp trai gái sao còn mê giấc, khá lo tu để gặp đời tăng. Sai đắm chi các thứ tạm trần, dục chưa mãn cái thân tàn tà. Sự thất vọng nhiều hơn thỏa già, ai cũng như thế cả khác đâu. Nay gặp kỳ thiện ác đau đầu, nỗi buồn khổ càng sâu gấp mấy. Người đời nay biết lo hối cải, theo đường lành mới phải khôn ngoan. Tuy biết rằng giảng sự đầu nan, nhưng nếu được kiên tâm giai vị, ráng chịu khó theo đường đạo lý, cho linh hồn khỏi bị đọa xa. Mọi tai nạn thân được lánh quang, chớ theo mãi cái đà hung dữ. Đạo sĩ bèn kể bài thời sự, trung ương ba tiếng sấm. Nghe tiếng gái phụng hoàng, nhìn trời vừa đúng ngọ, Phật vương xuất thế gian. Ngày giờ này chưa tới, nhân sanh trong thế giới còn khổ nạn nhiều bề, không nơi nào tránh khỏi, khắp người trong thiên hà. Lấy phước để trừ hoa, chớ chữa lửa bằng dầu, xác hồn máu tiêu pha. Kể xong đạo sĩ liền niệm nhỏ, rồi bỗng nhiên hiện rõ vừng non. Từ trong non có một sơn thần, mặc áo mũ đàng hoàng bước tới. Chào đạo sĩ và ông liền nói, được lệnh trên sắp đổi về đông. Dải non này sẽ quá đồng không, cảnh xinh đẹp vô cùng khó kể. Những người sớm khuya rèn kinh kệ, lòng hiền lương hiếu để trung can, sẽ được xem cảnh ấy rõ ràng, ngoài ý của trần gian đã tường. Ai cũng được ấm no sung sướng, không ai không màn trướng tốt tươi. Trải muôn năm mới có một đời, chớ đâu phải mỗi thời mỗi co. Dịp này nêu khắp người lớn nhỏ, chẳng lo tìm sao khó gặp ra. Nơi non này nhiều vị thiên gia, đều xuống thế để mà quá độ. Các vị chẳng này thân lao khổ, len loại trong khắp chỗ trần gian. Quyết độ đời khỏi cánh lầm than, lo tu niệm dứt đàn sanh tử. Đại hội đồng các tiên đã dự, cuộc biến tiên lành dữ thế nào.
được biết rành mọi việc trước sau, nên lòng quá xót đau hạ dời, mới đành tách chân ra khỏi núi lâm trần gian chỉ lối tu hành. Rất mong cho khắp cả chúng sanh lo bỏ giữ về lành cho sớm, để sau cuộc nạn tai ghê gớm sắp nổi ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thê khó kể hết lời. Phía tây của ngọn đồi kê đây có nhiều loại thú cầm kỳ quái, rất hung hăng không loại nào bì. Đến thời kỳ chúng nó ra đi, ăn xé kẻ bất trí nhân nghĩa. Ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Ấy là do lĩnh của Hoàng Thiên trị tội kẻ không kiêng trời đất, không hiểu để chẳng lòng trung trực. Cho hùm tha sâu bách cũng vừa, kẻ ở ăn ngay thảo sớm trưa. Chung thu sẽ lưng đưa cho cởi, ấy phần thưởng người tròn đáo nghĩa. Qua biển rộng vượt lối núi rừng, nổi đến đây ông bỗng liền ngưng. Rồi lại tiếp kể lên quay khi kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng. Thiếu chi ông cởi cột, nhiều vị ngồi trên lân, ai cũng đều nghiêm chỉnh đến giữ hội phong thần. Chim mừng kêu riêu rít, hoa cảm nở rộ rần. Chính thần khi nghĩ đến, lòng hoan hỷ muôn phần, ước mong người hạ giới đồng gánh sức lập thân. Nếu không siêu về Phật, cũng ráng được quy thần, làm hiền chứ làm dư, để xem cõi thượng quân. Thần chỉ biết nhiêu đó, không còn nói chi hơn. Xin chúc cho nhị vị duyên muôn năm sớm gần, dứt kệ sông sơn thần biên mất. Đạo sĩ liền đưa mắt ngó ta, rằng sơn thần đã nói vừa qua, em lãnh hỏi gần xa được chờ. Xưa có một người giàu non ở, sớm khuya lo chuông mỏ tu hành. Sự tương rau trái giới chặt dình, lòng hằng muốn thác sanh cõi Phật. Nhưng lửa giận trong lòng chưa dứt, thường hay phiền những vật trái lòng. Một hôm kia có một bỏ đồng, phá đám rẫy ông trồng rất tốt. Lòng ông phát nóng lên như đốt, rượt đánh bò gần chết mới thôi. Sao ít
ngày ông lánh cõi đời, hồn được quá thân ngồi giữ nuôi. Muốn về Phật mà lòng chưa nguôi, phạm tội gần như tội sát sanh. Thế cho nên quả Phật chẳng thành, làm thần cứ đi quanh theo nuôi. Chính là vị thần vừa mới tới, sắp đến ngày phải đổi về đông. Bởi dạy non ấy sẽ quá không, mọc trở lại phương đông rất đẹp. Cả vạn vật cứ luôn tan hiệp, thở trời ông kêu sắp đặt ra. Cuộc đối dời ở một lần ba, qua lớn đến quỷ ma cũng biết. Sự có thật chớ sao ngụy thuyết, khắp chúng sanh nên quyết lòng tin. Để sớm khuya hương nước gánh dình, ngó bốn hướng lòng thành khấn Phật. Cầu hồn được về an dưỡng quốc, độ xác thân qua cuộc đại nạn. Làm hiền lương đâu tốn bạc vàng, mà lấy được khỏi mang ác bao. Con cái nhớ dịn câu hiếu thảo, vợ chồng cho phải đạo sướng tùy. Người đối nhau cần biết lễ nghi, sự tốt đẹp còn chi hơn được. Người đời chẳng chịu suy sao trước, tạo làm chi những cuộc bất hòa. Mạng kiếp rồi cũng quá ra ma, hơn người cũng chỉ là hơn tạm. Nay nhầm lúc gió mưa u ám, ổ chim đời khó bám trên cây. Cuộc xoay dần rài đó mấy đây, giàu nghèo có mấy ai cầm chắc. Nên đem những mồ hôi nước mắt, rửa bụi tâm hơn tắt vào đời. Phải sớm lo kịp hồi nay mới, cửa tiên Phật định đời tối phước. Tuổi sống lâu thân no ấm được, nếu ai mà có ước trong lòng, hãy lo tu sẽ thỏa giả mong. Lời Phật Thánh vẫn không dối gạt. Cố đèn sách tất ngày đổ đạt, có trồng thì sẽ chắc có ăn. Gái cùng trai ca giữ đạo hằng, chớ đêm giả ngại ngùng xè xúc. Em khá dũng đủ lời kêu thúc, khiến cho người bỏ tục tầm tiên. Cõi hồng trần muôn thảm ngàn phiền, khá tỉnh thức chớ nên ngủ mày. Chừng gặp cuộc tan điện thương hải, có vật chi tồn tại được đâu. Chỉ bằng mau tìm kiếm đạo màu, thân dù mất hồn đâu dễ mất. Huống chi nếu được nhiều âm chất, sẽ được như rắn lột không chừng.
thân vạn niên ở cõi trường xuân. Quy báo có chi cần cho xứng, trên đường đảo lắm người lấn khẩn. Nửa muốn lui nửa muốn tiến đi, tâm trí không rõ rệt quyết kỳ. Ngày rốt cuộc chẳng chi nên cả, anh càng thấy càng thêm xót già. Hàng ấy như gói giá ấy thôi, nằm trong bao nức mỏng đâm chồi. Không phân bón không trời mưa nắng, trái bông chẳng bao giờ xanh đặng. Mạng căng kia tiếc uổng giường bao, em khéo nhiều lời dí thấp cao. Cứu vớt kẻ vàng thao chưa rõ, em gọi được cơn mê của họ. Công đức kia lớn có chi bằng, nếu sau này họ được siêu thăng. Đổ được cả thân bằng quyến thuộc, nếu cao một tấm gương sáng suốt. Quy báo này châu ngọc đâu so, nhiệm vụ này em khá âu lo. Chạy kiếp cũng phải lo hoàn tất, tuy anh ở đồng trung tịch khuất. Nhưng phải đâu ẩn vật tỷ trần, anh luôn dùng đến lỗi phần thân. Cho đi khắp xa gần đổ thê, về phương diện kiến nguy chi tế. Có phúc nào anh để cho quên, lòng đâu màng ai biết đến tên. Miễn cứu được người hiền là quý, em đã được cùng anh một chí. Khiến duyên xưa mùi vị thơm nồng, khi thấy em định bỏ thân hồng. Làm anh phải bôn chốn lai diện, trễ một phút mảnh gương nát biến. Rồi làm sao hàng gắn cho nguyên, thấy việc em anh chẳng ngồi yên. Mối tình cái vạn niên còn đây, xưa cha đẻ lắm lời khuyên dạy. Rằng anh em bây hãy thương nhau, thằng kết khuyên thằng cấu nghe vào. Hai đứa khá dạy nhau mọi việc, được như thế cha dù có chết lấy làm vui chẳng tiếc thần chi. Lời của cha quy báo dường đi, lòng anh vẫn luôn ghi nhớ mày. Vậy em khá cùng anh nhớ lại, làm theo lời cha dạy khi xưa. Muôn năm qua như kiếp hiện giờ, tình huynh đệ vẫn là có một. Điều phải chẳng dạy nhau rau rốt, quyết khơi nguồn đạo đức khắp nơi. Để làm cho tất cả người đời, ai đều cũng nên người lương thiện. Còn trời đất còn non nước biển, tình đệ huynh còn mến nhau luôn.
Trong Phật đài anh trong em chuông, dục thúc kẻ trên giường mây mộng. Họ chết cả mình đâu vui sống, họ cùng mình dòng giống không hay. Họ nhân loài mình cũng nhân loài, rất quan hệ như cây với lá. Giúp họ tức giúp mình không là, huống chi là sẵn giả từ bi. Giúp họ riêng mình có tiếc gì, nguyện sao lấp cạn đi biển khổ. Để cho cả nữ nam lớn nhỏ, ai cũng luôn được có an vui. Khắp nơi đều đạo đức nực mùi, không còn thấy một nơi nào khổ. Ách nước không tay trời chẳng có, không nghe ai làm khó cho ai. Trên thanh liêm dưới rất thẳng ngay, trong khuôn phép và ngoài lễ nghĩa. Ai cũng tự gương lòng trao trẻ, biết thẹn khi lầm lỡ điều gì. Cánh này chừng nào được hiện y, lòng của kẻ từ bi mới thỏa. Người được ở ăn như thế cả, cõi tục liền được qua nên tiên. Không tự sanh không sự não phiền, đâu đâu cũng ổn yên nhàn nhã. Ngày ấy phải làm cho kết quả, em cũng nên tuyên hứa cùng anh. Cõi lạc an cố tạo cho thành, để cho khắp dân lành được hưởng. Nếu chưa được nên như ý tưởng, còn sống phá liễu lượng chưa thôi. Vui cho thân gió bụi tô dồi, miệng sanh chung được hồi an lạc. Ta liền cúi đầu xin ghi tạc, thân tâm này trúc hết cho đời. Cảnh lạc an chừng được xong rồi, đây mới chịu yên ngồi bàn thạch. Đạo sĩ liền chỉ tay vào vách, một vị thần hiển bước ra chào. Đạo sĩ rằng lời hứa thế nào, nhà ngươi đã trước sau nghe rõ. Hãy làm chứng cho lời hứa đó, vị thần rằng xin nhớ y lời. Nói xong rồi chân nọ vừa lui, vừa biên qua tử hồi nào mất. Đạo sĩ rằng chớ nên sai thất, có thần minh chứng thật hẳn hoi. Ngày giờ quá mau lẹ như thoi, ý nguyện chớ để trôi một khắc. Cuộc thế biến đổi trong nháy mắt, có rồi không không lập thành hình. Đò từ bi chực rước chúng sinh, không để khách hữu tình huốc đòi. Đạo sĩ liền kể lên in ỏi, muốn nên được vách lầu, nhờ nhiều gạch kết câu. Rừng sâu một ngọn đuốc
khó rọi sang khắp đâu. Nếu không chư Bồ Tát, lời Phật chẳng truyền sâu. Thẳng anh không đến sớm, em đã rút nhịp cầu, không em đương tại thế. Lời anh gửi vào đâu, chân duyên đâu dễ có được quý hơn châu. Đường xa chở đông khách, xe được có hai trâu, chắc chắn về đến chốn như ý nguyện không lâu. Đạo không người truyền ba, đâu lan khắp địa cầu. Anh mừng em tình chí, trên đường rải đảo màu, công đức ngày càng lớn, bãi bao dám so đâu. Chúng sanh tuy hiện khổ, được nghe rõ lời châu. Đâu vui và đâu khổ, siêu đỏ hãng đuôi đầu. Tiền nhiều đầy học tủ, khó đổi đạo một câu. Thường tự do nghe pháp, tiền bạc chẳng bị thâu. Nữ nam sao lại chẳng hoan hỷ để tu cầu. Tu được hưởng phước lạc, hiện tại và ngày sau. Lời nói trong tình thật, không dối gạt ai đâu. Khắp làng quê chợ búa, kha chim nghiệm từ câu. Đừng chỉ nghe thấp thấu, vội le lưỡi lắc đầu. Khi gặp mà không thấy, qua rồi kiếm được đâu. Ráng lo tu cần kiếp, chớ để giả cơ cầu. Cuộc đời chừng đến việc, trăm thảm với ngàn sầu. Cơm sẽ không đủ bữa, nước chẳng thấm ướt hầu. Sao người không tin trước, chưởng phước để dành sau. Anh mỗi khi tưởng tới, bắt thương hại giường bao. Vậy những lời anh nói, em nên nhớ ghi vào, để tùy phương dắt chung ra khỏi cảnh đồ lao. Lo gấp đừng để trễ, cánh gà vàng bay mau. Ta rằng những lời nào ngày dài đây, xin nuôi dưỡng mãi trong lòng. Có dịp liền đem nó phổ thông, cho khắp kẻ xa gần được biết. Tánh thô bảo nếu người trừ diệt, ấy là do ân đức của Ngài. Phận hèn này thuyền khẩm tác tay, việc chẳng thấm vào đâu cho mây. Bẩm tánh đã vốn yêu nhân loại, được hay không vẫn phải lo nôn. Ngày như đêm cứ mãi bôn chôn, lo đến đổi phổi tim bầm dập. Muốn bỏ xác vì câu tái lập, chớ tình yêu vạn vật đâu quên. Nay được Ngài giải rõ hư nên, tình yêu ấy càng thêm rộng lớn. Chừng nào rửa sạch
đời nhớ bần thì lòng này mới đặng yên vui. Ngày nào còn có kẻ ngược xuôi, đây còn phải tới lui chỉ dài. Ước gì chẳng gặp điều trở ngại, để tình yêu này rải gieo xa. Mọi việc luôn nhờ Đức Phật Đà, đã dạy dỗ gần xa cặn kè, khiến tinh thần đây thêm mạnh mẽ. Không cảnh nào bạn bè được lòng, hồn thường đêm gần gũi Phật ông. Được truyền qua tấm lòng từ ai, dù sông thác vẫn thương nhân loại. Độ đến khi trai gái đồng thành, thì lòng đây mới dứt đường sanh. Cùng chư Phật đồng yên cõi tình, những danh lời với câu chúng đình. Lòng đây không bận đến điều nào, rất coi thường chức trọng quyền cao. Chỉ quý trọng tình yêu nhân loại, lao khổ mây cũng đeo nó mài. Vui hy sinh cả thái mọi điều, đạo sĩ rằng ý nguyện cao siêu. Đang cho chúng nói theo đòi bừa, nếu ai cũng như em xem sửa. Cõi đời không bao thuở lao lung, em khá đeo lòng ấy đến cùng. Mà với chư Phật vốn không sai khác, ráng cho ý nguyện kia thành đạt. Để khắp nơi được bất âu sầu, khi gái trai đồng biết đạo màu. Tự trị lấy chẳng cầu ai trì, không ra quay mà an thành thì. Chẳng dũng quyền dẫn trị thôn hương, ai cũng đồng đi có một đường. Thương người cũng như thương mình vậy, lo làm phải không vui làm quỷ. Thấy hại người như hại lấy mình, dưới trên cùng đồng khí đồng thanh. Chung sức tạo hòa bình no ấm, mùi đạo khắp người đồng nhuận thâm. Nói với làm tất chẳng trái nhau, không như người chỉ thép ra màu. Chẳng thành thật theo câu đạo lý, vì lẽ chẳng trừ sống tệ ý. Cánh dễ xuôi lòng khởi giết ta, hễ khi nào tuẫn cánh đưa ra. Ý xấu chập như gà gặp thóc, chị mẹ nhánh không đào tận gốc. Mẹ bao nhiêu càng mọc bấy nhiêu, tâm ý là mẹ đẻ các điều. Nó xấu khiến bao nhiêu đều xấu, thoái giả dối khó phương che dấu. Sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài, cho nên phường lòe sự lạc chay. Thường hay bị kẻ ngoài bắt gặp, làm lây có chứ không thật tập. Dù việc chi cũng thất bại luôn,
Nên sự tu chớ có làm tồn, phải thành thật từ trong tim nào. Khỏi bị người lốt trần mũ áo, lại có ngày quả đạo tái thâu, khiến quỷ thần đều phải khấu đầu. Nghiệp sanh tử còn đâu lấy vàng, cõi thanh tịnh vui câu trường mạng. Hết lo ai trả oan báo thù, thật quý thay người được chân tu. Khổ một thuở nhàn vua vĩnh kiếp, vậy em lựa phải cơ phải dịp, đem lời này khuyên khắp nhân sanh. Ráng hướng theo Phật Pháp tu hành, bớt lo lối cạnh tranh bất thiền. Dù người có tạo tành lắm chuyện, cũng đổ theo cảnh biên không còn. Của thế thời bị thế thời mòn, sản vật vẫn là con thời thế. Luống công dụng đến muôn sao kế, thân mất đi hoặc thế đổi dời. Mọi vật trong tay thải đều rời, cảnh giả dối giống nơi cảnh mộng. Nghiệm xét kỹ lấy làm bi thống, làm nhiều nhưng thường chẳng bao nhiêu. Phước ít xong phần tội thì nhiều, cứ luân chuyển mãi theo nghiệp tàu. Thường gánh chịu ngàn muôn ác báo, kể sao cùng sự đau khổ thân. Đứng ngoài xem thấy rõ kiếp trần, lòng tiên Phật bội phần thương xót. Nếu ai cảnh khổ chưa thoát lọt, thời kỳ này nên biết lo tu. Ngày giờ không nan để ngao du, chớ lần lửa viết nào cũng hồng. Đời chẳng giữ bền câu danh vọng, đạo không thông đến chung cơ quyền. Tục chẳng rồi tiên lỡ hội tiên, hết lời để tả nên khổ ấy. Đúng như Phật đã cho em thấy, khổ cuối đời trong đại thọ gương. Người đời tuy chưa thấy tận tường, nhưng lắm kẻ đã thường nghe tới. Nếu chẳng chịu ăn năn chừa lỗi, chừng đau đầu tiếc hối muộn màng. Giờ này trong khắp cõi thế gian, còn tu được khá toan liệu gấp. Việc lần mòn như cây nên thấp, Phật tiên không dối gạt người đời. Ráng để tâm nghiên cứu cạn lời, hầu tìm hiểu được nơi đáng hiểu. Bỏ những việc không nên liệu điều, để nghiệp không trì nếu được mình. Được tự do đến cõi bất sanh, ngày nào cũng ninh bình khoái lạc. Không bị ép trong đường sống thác, tâm hồn vui thân được nhẹ nhàng. Qua đất này dù có nát tan, thân cũng chẳng lụy mang tay khổ.
riêng phần được hoàn toàn siêu độ, sức còn thừa để phổ cứu người. Có phải chăng là việc tốt tươi, đáng thi thiết đáng nơi học hỏi? Vậy em ráng ra công kêu gọi, kéo người không nghĩ tới đoạn này, đạo sĩ liền cất giọng khoan thai. Ngâm liên tiếp hai bài tứ tuyệt, vật nặng không thuyền khó quá gian, nghiệp sâu không Phật cứu sao an. Chúng sanh khắp cõi ta bà khổ, nên hiểu lo tu kẻo muốn màng. Lạc nẻo được người chỉ dắt cho, hả không mừng rỡ để theo dò. Người qua bóng khuất không trông thấy khổ ấy, người sao chẳng xét đo. Vừa trách thiện vừa là khuyến dạy, khiến lòng ta kinh ai thêm hơn. Cuối mình rằng lời của chân nhân, rất chi ly đáng dân truyền tùng. Đây xin hứa nói ra khắp chúng, khiến cho ai đều cũng được nghe. Đạo sĩ rằng nhưng phải giặt dè, lửa phải lúc nói ra mới quy. Đừng để chúng lầm rằng lời nguy, làm cho mùi đạo lý mất thanh. Lúc hiếm hoi người mới mua dành, khi ấy đóng họ đành ngó làng. Lửa chỗ có người thường lai vàng, để ra công lập quán bán hàng. Đừng đợi sau khi bụng no rang, mới đem dọn đầy bàn vô ích. Đâu đợi phải có nhiều cá thịt, lúc đói dù muối cục cũng ngon. Em lấy đây định việc mất con, thì nên hư chỉ một cơn này đây. Ta rằng xin dân theo ý ấy, đắc bán ra ấy đẩy cất vào. Thiếu thì thêm dư bớt ra mau, không gánh củi trở vào rừng nuôi. Mọi việc phải xem theo thời buổi, để không cho lỡ tối lỡ trưa. Việc làm chi cũng phải cho vừa, vừa sở nguyện vừa cơ tạo hóa. Cứ như thế mở đường đạo cả, sẽ không lầm sai có phải chăng? Đạo sĩ rằng ý rất thâm hoằng, cứ theo đó mà hành thì đúng. Ta rằng nhưng còn lo cho chung. Nhạc tuy hay mà chẳng biết nghe, cho rằng như tiếng nhai tiếng ve. Như thế rất tiếc cho bài bàn. Đạo sĩ rằng người đâu một hàng, trong mười người tất đặng năm ba. Nhạc dở hay được biết phân ra, họ biết cảm khi hòa đúng nhịp. Nhạc sĩ ha chẳng nên thừa dịp, đưa hồn người đến tốt trời xanh.
quên hết bao mưu mẹo bất lành, sống trở lại với tình trăng nước. Em còn nhớ hơn 10 năm trước, đang lúc em ngồi chuốc cung tên, nghe bên tai có tiếng nói lên, nhắm cho đúng hồng tim mà băng. Ấy là lời cũ già khéo dặn, trong số đông có hàng thiện căn. Ráng tìm ra để độ siêu thăng, ví như kẻ bắn cung thiện ngày. Ta rằng đã có nghe như thầy, không thấy ai đứng kế bên mình. Viết thường nghe nên lấy làm tin, cứ một mực nhắm nền đạo lý. Đạo sĩ rằng lời như Phật chỉ, một câu nhưng nhiều ý ẩn vào. Huệ ít nhiều thành hiểu khác nhau, chung quy cũng đồng vào cửa đào. Theo em hiểu nghĩa lời cũ lão ấy, về phần tín đạo tự thân. Còn lời anh vừa mới tố trần, nghĩa ấy vốn thuộc phần nhiếp qua. Hai nghĩa cũng đi về đảo cả, đổ mình rồi đổ kẻ đồng siêu. Sông rạch tuy là nhánh ra nhiều, cũng nơi biển chảy nào đâu khác. Lý của em cứ ôm dình chặt, không trái ngang sai lạc mà lo. Nhưng buổi qua với lúc hiện giờ, phận sự khác thời cơ cũng khác. Buổi qua ở trong phần tự giác, còn hiện giờ đến lượt giác tha. Đúng theo lời dạy của cụ già, mũi tên phải bắn ra cho trúng. Em khá nghĩ cách nào đổ chúng, đừng để cho mất giống hiền nhân. Anh non đài không thể ngồi trân, cũng vì lẽ thương dân còn khổ. Mượn thần thông hiện ngay tới chỗ, để cùng em phân tỏ ngón ngành. Đừng vội rời bỏ xác tuổi xanh, hãy mượn nó để minh đạo lý. Việc rất gấp không còn hồ mì, chẳng sớm lo để trễ hết lo. Sẵn gươm thần lại sẵn có đò, không rước khách còn chờ chi nữa. Trên đường lộ lại thêm có ngựa, sự tiến lui đây đó tiện bày. Há không lo cứu gấp người mây, qua khỏi chốn ủ ê thảm nào. Anh còn quên một điều quý báu, 10 năm qua anh vào ban trưa. Bất ngờ em đã gặp mẹ xưa, đã chỉ giáo thời cơ lắm việc. Biết bao lẽ bi ai thông thiết,
mẹ đã đem nói hết cho em. Tuy đồng trung anh đã được xem, vừa thấy mẹ và em cả thầy, lòng anh rất vô cùng kinh ai. Xưa mẹ tâm rộng rãi vô biên, thường giúp người đói lạnh cơm tiền. Thời buổi ấy xóm riêng đều mến mẹ, mộ đạo vốn không bờ bến, nhờ thế mà đạt đến Phật đài. Vậy khi nào thuận tiện giờ ngày, em đem hết những lời mẹ dạy. Nào sanh tử, nào câu thành bài, kể ra cho cả thảy được nghe. Nay việc đời đã mỏng tờ the, không còn phải giấu che chi nữa. Lời của mẹ ngọt như mật sữa, nếu em đem kể rõ cho đời, chắc sẽ làm cảm được nhiều người, bỏ hung ác theo nơi lương thiện. Mặc dù đã muôn năm cách biệt, anh không hề quên tiếng mẹ xưa. Nhân duyên này đâu phải dễ mua, em khá nhớ đừng ngỡ phút chốc. Nghe đạo sĩ nhắc ta liền khóc, việc ấy là có thật không sai. Những lời khuyên tao nhã thanh bay, còn vắng vẳng bên tai ta đây. Rằm tháng 19 là ngày ấy, câu chuyện kia hiện lại cho ta. Xin hẹn cùng lớn nhỏ trẻ già, việc ấy sẽ kể ra kỳ tới. Ta vừa nghĩ vừa tuôn mắt xối, rằng lâu rồi nào phải mới đây. Nhưng xét vì chưa tiện để bày, nên chẳng kể cho ai được biết. Nhưng lòng vẫn chờ khi xuôi việc, đem kể ra cho hết ngón ngành, để người Nam Bắc được biết rành. Mai ra có xuôi tình đạo đức, đạo sĩ rằng người đang chờ chực, nên nói ra hơn cất vào lòng. Đành rằng khi thuận nước xuôi dòng, sẽ dễ nói rộng trong khắp chung. Nhưng việc gấp như thuyền đã lùng, nên nói mau hơn ngóng chờ thời. Nếu cuộc đời còn thấy xa vời, anh chưa đến tận nơi em đây. Vui cho em bỏ thân gầy ấy, để đổi thân khác phải tốt chăng? Anh xuống đây vì lẽ thấy rằng, sự thế chẳng dùng dằn được nữa. Làm cho tột chẳng nên mưa mưa, được hay không một búa này thôi. Thế nên anh mới dùng hết lời, khuyên em tiếp
tục nơi phổ hoa. Lo gấp tở chữa nhà phát hoa, trễ một giờ sẽ quá đóng bằng. Ráng thương người còn chút thiện căn, lo cứu họ khỏi tan hồn xác. Mùi đau được thơm ra bát ngát, cùng ở trong thời cuộc này đây. Những kẻ làm dinh diệu Phật đài, em vốn cũng một tay trong ngày. Có một hôm em nằm ngó thấy, ở trong đồng quan cỏ dài mênh mông, một bụi sen đứng tở trời trồng. Em vừa đến một bông liền nở, hoa có vẻ tươi cười mừng rỡ. Như tớ kia gặp chủ xa đàn, ấy điềm lành để báo trước rằng, em nên đạo trong cơn loạn lạc. Việc đã đúng như điềm chẳng khác, em vẫn còn nhớ chắc phải không? Ta rằng đâu quên được trong lòng, việc màu ấy vô cùng khích lệ. Nguyên do sau khi đây phát thầy, như những điều đã kể trước đây, thì liền đêm ấy được thấy ngay, đúng như chuyện của ngài vừa kể. Trong đồng cỏ âu sầu hoang phế, một bụi sen được ló cao lên. Khi đây vừa đến cây một bên, thì qua lại chỗ liền lập tức. Mùi thơm tho bay ra nồng nực, khiến cho bao thảo vật chung quanh như cảm lấy mùi vị thơm lành. Vẻ u dốt đổi thành tươi tắn, thấy việc đã chưa từng thấy đằng, khiến lòng đây vô hạn vui mừng. Ngọn gió từ đâu quét vào thân, đây liền thức nhưng lòng còn tiếc. Đạo sĩ rằng diệu quyền khó biết, điềm ấy do phép đức Như Lai. Vừa cho em hiểu phận sau này, vừa khiến để miết mài thêm nữa. Nếu chẳng gắn trao tria thường bữa, sẽ khô lần như cỏ xung quanh. Đức từ bi khéo hiện đêm lành, không phải kẻ tu hành khó hiểu. Phật thương chúng sanh hàng muôn triệu, chúng sanh không một nhiều biết ơn. Lòng bạc đen còn có chi hơn, vì thế cứ đọa luôn cõi khổ. Thùng rác sắp đến ngày đem đồ, cũng chưa vui rời bỏ cho an. Đợi đến khi ra đóng trò tàn, chừng ấy mới ăn năn sao kịp. Muốn khỏi họa chính nay nhầm dịp, ráng mà lo kéo hút trôi qua.
cả đêm ví dụ gần xa, khuyên trần thế ráng mà cải qua. Nay còn có thể làm công hòa, thì nên lo chớ kha biến lời. Chịu khó làm hiền đức tốt tươi, sao được hưởng yên nơi yên chầu. Làm hung dữ như hùng như hổ, thêm hận thù thêm khổ cho thân. Mình dù bao cũng sẽ yếu lần, không ai được đứng trắng một chầu. Hơn thua cũng đi về tử lầu, tạo làm chi những thứ bất lương. Cũng cần đem hết trí suy lường, để sớm có mở đường giải thoát. Thấy ba tánh lòng còn bạc ác, xem thường lời tiếng Phật dạy khuyên. Quả thương thành đến phải trách phiền, muốn nín lặng ngồi yên sơn đồng. Nhưng không nỡ đứng xa để ngóng cảnh đê mê của chúng nay mai. Nếu cố tình trách kẻ mấy sai, bụng dạ khác chi người dương thế. Huống chi đã trải muôn thế hệ, vẫn không quên cứu tế các loài. Nên mới dùng đến phép phi hài, qua lại khắp trần ai đổ chung. Cơ trời đất khéo xoay rất đúng, anh gặp em trong chốn hồng gian. Rồi từ đây phải rẽ đôi phan, mỗi người mỗi nơi toán diệt đào. Cầu thế giới liên dây hòa hào, em khá lo chu đáo mọi bề. Mang ân thầy chi xiết nặng nề, ráng trả chứ bỏ bê lỡ giờ. Chừng khi được rảnh ráng nần nở, lòng mới yên đây đó ngao du. Mọi việc còn trong cảnh rối bù, há lơ lãng cho đâu hồng đây. Sao trời mắt khi trong ngó thấy, vẫn toàn thân để nhảy khỏi bồn. Không lo trường ra đến mẹ còn, thân đâu khỏi bị chốn trong chào. Người lòng đã biết tin theo đầu, ráng tiến lên chớ ngáo ngơ lòng. Kẻ nào đường Phật Pháp chưa thông, xin hãy ráng ra công học hỏi. Em cô nhớ hết lời anh nói, để khuyên người còn tối việc tu. Ngọn đèn trần càng lúc càng lu, cảnh tâm tôi có đâu tránh khỏi. Lớp ma vật lớp người cùm trói, kể sao cho hết nỗi thiết tha. Nói đến đây đạo sĩ chan hòa, rằng em nhớ 13 năm trước
Đang trong lúc em ngồi uống nước, bỗng nhiên nghe trong ruột bàng hoàng. Bỏ đi nằm liền phát mơ màng, có một vị mình vàng hiển tới. Rằng có sự liên quan thế giới, rồi dắt em đi đến kiều xa. Khi đến nơi đã chật người ta, kẻ kêu khóc người la inh ỏi. Hai bên lỗ núi cao vòi vòi, trước mắt thì cầu nổi ngang sông. Phía sau đầy thu dữ lửa hồng, chỉ độc đạo chớ không nẻo khác. Ai cũng phải xô nhau ồ ạt, để qua cầu hầu thoát khỏi nàng. Nhưng dưới cầu rắn độc làng khang, nếu ngoài đều nhắm mắt chạy ngang. Không còn cách nào hơn nữa được, ván cầu vì quá nên trơn nhất, nên nhiều người bị trật xuống sông. Hầu hết đều bị rắn mạng giống, cảnh thế thảm nói không hết được. Em có hiểu những người đã trật, họ thuộc vào hàng bất nào không? Ấy hạng người ăn ở hay lòng, ngoài lương thiện mà trong ác đức, nên phải bị rắn kia cắn rứt. Vừa với tâm ác độc đang mang, cầu ấy khi người bước qua ngang, nếu ác đức mắt liền bị choa. Chớn rung lên không phương kèm tòa, sức mạnh bao cũng ngã tức thì. Trái lại người hiền vẫn cứ đi, cũng như lỗ thường khi chẳng khác. Người thiện chẳng giống như kẻ ác, có khí lành xông khắp cả thân, khiến quỷ ma không dám đến gần. Loài rắn rít cũng không nhiễu hại. Em nghĩ sao cây cầu rắn ấy, do người hai lòng mới có ra. Có luôn loài hung dữ độc xà, mỗi việc tái nghiệp mà thành co. Người hung vì người hiền đồng ngó, kẻ hung thì thấy có rắn đầy. Còn người hiền thấy nước với cây, sự thấy ấy vẫn sai nhau cả. Như dụi mắt thấy lằn lửa nhoa, chẳng dụi thì không có thấy chi. Thấy rắn hay không cũng thấy ni, cứ lấy đó mà suy thì hiểu. Còn những bậc đã nên đạo diệu, giả với chân được hiểu cả hai. Thấy rõ đâu là rắn là cây, nghiệp hoặc chẳng mở tay với mắt. Mọi lời này em nên góp nhặt, để khuyên người chưa được hiểu thông.
ráng mà tu để có hòa sống, khỏi bị rắn làm giống thân màng. Ta rằng những lời Ngài quy đáng, đây có bao giờ dám lãng quên, kể từ này mọi việc hư nên. Đây xin nguyện sẽ đem kể nốt, đúng như lời của Ngài vừa thốt, kiều xà làm quán hốt nhiều người. Đây xem qua lòng bắt rụng rời, rồi tự hỏi sao đời quá khổ. Vì mình vàng chừng như đã rõ, trả lời rằng cánh đỏ với lòng. Lời đơn sơ ý rộng bao đồng, đây còn nhớ mãi trong trí nào. Đạo sĩ rằng đã qua giờ tí, vậy anh xin hồi vị non mây. Chúc em nhiều công đức lần này, cùng anh sẽ chờ ngày gặp lại. Đạo sĩ liền ngâm lên chậm rãi, một bài thơ nghĩa ai sâu xa. Muôn năm qua tở một ngày qua, tình nghĩa đệ huynh vẫn mặn mà. Trò chuyện đã nhiều xin giả gót, hẹn nhau gặp lại hội Long Hoa. Ngắm xong ngài ngó ta lần chót, rồi ung dung quầy gót bước đi. Đi trong lần ánh sáng uy nghi, lần lần biến thân về phương Bắc. Cảm người xưa cảm lời son sắc, khiến ta rơi nước mắt đậm đà. Không một lời chỉ tiện đưa ra, cứ nín lặng như là khúc gồ. Chừng đạo sĩ biến đi khuất chỗ, ta mới là sực nhớ lại thân. Đang ngồi trên giường bình tần ngần, một mình với ngọn đèn bên góc. Vừa nằm xuống vừa ôn trong ốc, lời hư nên đã được nghe qua. Tự thấy rằng không thể kiếm ra, cô nhớ chẳng rời xa một đoàn. Tuy đang bệnh nhưng ta cũng ráng gượng viết ra thành bản này đây. Rất mong rằng lớn nhỏ gái trai nhớ đọc kỹ chớ này mệt mỏi, bởi thấy cổ Phật tiên mới gọi. Nào phải đâu chuyện nói bông đùa, lời hôm nay như những lời xưa. Thanh sĩ chẳng bao giờ nói dối, xác hải ngoại hồn trong quốc nội. Vẫn không quên nghĩ tới anh em, thấy ai còn mặt mũi lọ lem. Ta như thể kim châm gan ruột, hãy chùi rửa những điều nhơ nhuốc, để giúp cho đây bớt âu lo. Mặc dù đường tu lắm gai gò, chớ lấy đo cốt có tâm trí.
trên cùng dưới hải nên nhất trí, để mà lo tạo lợi phúc chung. Ráng cây cài chống nạn bần cùng, lo học hỏi cho thông đầu óc. Thà chịu chết đừng rời cõi gốc, mơ hết khổ lao đến lúc thanh nhàn. Mọi việc đều theo luật tuần hoàn, chớ bỏ cuộc nữa đàn rất ồn. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Tát. Khuyên niệm Phật than rằng không rành lúc bắt hồn mắt diệt cùng đi.